Mizu hé lộ cuộc sống hôn nhân trong căn hộ sang trọng cùng chồng thiếu gia. Những video về cuộc sống của Mizu sau khi về nhà chồng đạt hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Sau khi tổ chức lễ cưới xa hoa hôm 29 tháng 6, Mizu nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả về cuộc sống vợ chồng son bên ông xã thiếu gia. Mới đây, người đẹp chia sẻ video một buổi sáng của cô dâu mới, nhận hơn 2 triệu lượt xem trên TikTok. Trong video, Mizu hiếm hoi hé lộ không gian căn hộ đang sống cùng ông xã Minh Đạt. Nữ diễn viên chia sẻ một góc phòng khách với nội thất tông xám, trắng sang trọng. Căn nhà cũng có cửa sổ kính với tầm nhìn hướng ra bờ sông thoáng đãng. Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Mizu cho biết cô vừa trở lại giảng đường sau thời gian tạm nghỉ để tổ chức đám cưới. Hàng ngày, cô thường bắt đầu buổi sáng bằng một ly cà phê latte. Ngoài ra, Mizu cũng tranh thủ thời gian hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp tại nhà. Tôi kèm sinh viên không thu học phí, vì tôi lo lắng cho các bạn sắp tốt nghiệp nên muốn theo sát bài vở sinh viên. Sau giờ dạy, tôi sẽ có thời gian dành riêng cho bản thân, thư giãn, đọc sách, Mizu cho biết. Nữ diễn viên khi ta 25 hé lộ đến hiện tại, nhiều người vẫn không tin cô là giảng viên đại học. Nhiều người hay thắc mắc tôi đi dạy sẽ thế nào, thậm chí không tin tôi là giảng viên. Thực ra khi lên giảng đường, tôi cũng bình thường như những người khác. Tôi mong muốn tạo ra không khí vui vẻ, thoải mái để các bạn sinh viên tự do sáng tạo, Mizu nói. Sau khi cưới, Mizu thường chia sẻ những khoảnh khắc ở bên chồng. Các video đời thường của cặp đôi hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Hôm 11 tháng 7, cô cùng ông xã Minh Đạt hẹn hò thưởng thức trà chiều ở một nhà hàng sang chảnh tại khu Thảo Điền. Trước đó vào đầu tháng 7, vợ chồng Mizu tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật tại khu nghỉ dưỡng đắt đỏ tại tỉnh Ninh Thuận với nhiều hình ảnh tình tứ ở bể bơi vô cực, bữa tối lãng mạn trong nhà hàng. Mizu cho biết cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi sau lễ cưới để nạp lại năng lượng, thư giãn tinh thần trước khi quay lại công việc. Mizu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Năm 2007, cô giành quán quân cuộc thi tuổi teen, sau đó trở thành người mẫu ảnh. Năm 2009, Mizu bén duyên với điện ảnh qua phim Thiên Thần Áo Trắng. Năm 2012, cô gây chú ý khi tham gia phim Thiên Mệnh Anh Hùng của đạo diễn Victor Vũ. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong các phim như 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, Nhân Duyên, Người Yêu Tiền Kiếp. Phim gần nhất có sự tham gia của Mizu là Khi Ta 25, ra rạp tháng 3 năm 2023. Mizu công khai mối quan hệ với thiếu gia Minh Đạt hồi tháng 5. Cô cho biết hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Trong mắt Mizu, bạn đời là người hiền lành, ấm áp. Hành trình tìm hiểu, yêu đương của cặp đôi nhận được sự ủng hộ, vun đắp từ hai bên gia đình. Chồng Mizu kém cô 1 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Minh Đạt hiện là giám đốc vận hành chi nhánh công ty của gia đình, đồng thời làm phó chủ nhiệm một câu lạc bộ doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Cặp đôi tổ chức đám cưới hôm 29 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.